Dạ chiến tranh nó thắng nha. Vậy thì nha là con mèo này nó lui rồi đó, là rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh rồi nó khắp bùng rồi thì tên lửa nó sẽ bắn bao nó hủy diệt đó là cái trái đất này. Cho nên cục kia nó chọi đồng minh thì hai sông khô cạn, Nhật tin rằng rồi thì ngọn thủy triều mới nô nước sụt sôi thì bầu trái đất một phen lưng diễn là nó quay à, nó quay nó mới chạm dùng cù lao, thì một cù lao sụp trước làm đầu Mã Long ứng ngữ ra hầu quan thiên, nghĩa là quan trời xuống đi giữ người hèn đó, thấy không? Còn trên này thì sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tàn tử thi, chữ thi gần chuyển sầu mi, vì ham của báo ly kỳ mẫu đơn đến chừng đó. Cái trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu, nó thấy không? Không có tu. Trao đổi qua lời trong một thầy qua câu giảng thì trong một giáp anh cần suy tính muốn làm hiền ráng nhịn đựng than. Thì thưa quý vị thì hôm nay đó Đức Thầy cho biết thì trong môn giáp mà nhiều giáp hồi đó tới giờ cũng nhiều anh em nhiều đồng đạo đi trước cũng như ông bà, mà bàn thì thôi giáp lớn giáp nhỏ gì hết biết, mà bàn nó không có trúng, bàn nó chặt rồi nó không có phù hợp, nó không ăn. Vậy thì hôm nay đó thì cái quả quyết là trong con giáp này, trong giáp này nè. Vậy thì mình là người ngu người dốt mà, thì Đức Thầy dạy như vậy thì mình đi đâu coi. Cái người ngu người dốt thì chắc đó là tí sủ dần mèo thành tiền ngọ mùi thân dậu tức hợi là hết, chứ không có bàn gì nữa trang trải. Là vì Đức Thầy nói việc sẽ đến đây truyền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thạnh chi như thế, tên bay thì đường dinh nhục, chỉ rủ mai con lát. Thì thưa với bà con cũng như thưa với đồng bào Việt Kiều cũng như các nơi các nước mà nếu nhìn được cái clip này thì vậy là chúng ta phải trở về cái nội tâm để nhìn lại giáo Đức Thầy, để nhìn lại rồi coi coi Đức Thầy nói coi trong con giáp này nó có hay không, tại sao nó rủ mai con lát. Vậy thì hôm nay vào cái năm Tý thì Đức Thầy cho biết đó là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế siêu phong cho chúng. Ngài xưng cách cậu xa làng người quê quán chợ như thoàn linh đinh ở trang đại. Thì bà con biết rồi. Vậy thì hàng vào cái năm Tý tới cái đêm 30 đó thì nghĩa là lốc xoáy, mưa đá, sập nhà sập cửa mà Đức Thầy giới thiệu trước, nghĩa là ách trời nắng nước thình lình sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu. Cái câu này hình như chưa có cái nước nào mà để trả lời được, bởi vì lục báo nghe không, mưa rồi sập nhà rồi ở đâu, đó là chưa được. Cộng thêm sáng đóng cửa khẩu phải không, dịch nghĩa là bệnh Covid-19 nó tới, nó làm cho nghĩa là điêu đứng, làm cho trở ngại mà không được. Đất nước nào cũng vậy hết chứ không phải riêng ở Việt Nam không. Thì bà con thấy coi nó có chính xác là Đức Thầy này trong con giáp mà những cái năm Tý nó đã có xuất hiện như vậy, cũng như mở màn bởi vì tù xưa kia sắp đặt đã lâu phải triển xây trái đất một bầu đang lừa lọc con tiên cháu Phật, thấy không? Lừa lọc thấy như vậy mà tin Đức Thầy vô trong mà tu, thấy không? Mà nếu không tu thì coi chừng nó là không có hưởng được cái phước. Vậy thì cũng nhiều anh em rồi cũng nhiều đồng đạo bà con đó, vậy thì không tin, thấy không? Nên là không có tin rồi là này kia nọ rồi cũng bằng ăn rồi cũng bị thất bại đó. Bây giờ đó là đóng cửa khẩu rồi về là hợp đồng trồng cam trồng quýt gì làm cho chợ đi bán được có ngàn cái khẩu, phải không? Đó rồi bây giờ cái năm Tý là bệnh dịch giống như kể như nó qua đi Tý tới sủ, phải không? Tới sủ gì thì bây giờ là quý vị đâu phải chuyện đơn giản, con sủ này đó con trâu nó kình càng, mà ông ba cũng nói là thế gian chứ khá cởi trâu, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình, là tất nhiên con trâu này nó chém đó, nó chém nó ruồng này kia nọ là giống như các ngài nói cơ là các nơi mà không được. Cho nên ông nói là liền tới đó là sủ dần đa bệnh lại còn đa binh,
đa bệnh nghĩa là nhiều. Nói vậy thì năm sủ cũng còn dẫn bệnh. Vậy thì bây giờ đó là cộng thêm đi lục bão ở miền Trung tan tác hết ra, đó quý vị thấy không? Mà lại là sáu tỉnh miền Tây này mà lúa túng, thì ăn như câu giảng của Đức Thầy là Nam Kỳ không phải sống riêng, còn phải lo cung cấp cho miền Bắc Trung, đó thấy không? Mà còn thấy rõ ràng Đức Thầy nói trước mà nó có sao, mà nói cái này là dễ hiểu, dễ tin mà dễ biết, phải không? Mà cái người ngu dốt gì cũng biết, đã rõ ràng chứ đâu có gì nữa. Nói vậy thì bây giờ cái năm sủ nó đã vậy rồi thì sủ rồi tới năm dần. Đây, dòng họ của tôi đây này chứ không đâu xa, chứ tôi không nói người ngoài mà nói này nó cũng dính tùm lum á. Về tôi phiên can, tôi nói thôi, đi mà ăn nước ngoài về đó không? Tiền bạc thôi gom gì ông này đi mua đất vòng vòng á, An Giang nè. Để cắt cốc rồi hay là theo mấy ông đạo tu. Nó nói trời ơi, ông tối ngày ông lại mới có nhiều muốn tu về cơm gạo đó ăn. Là nó nói vậy à, nó đâu có nghe mình đâu. Đạo qua đạo lại rồi cái nó ăn Tết rồi là nó bay máy bay về bên Ukraine bên đó. Đang mà lao động mà ăn giàu, đem tiền đô gì không. Nhưng mà ngược lại rồi đi cái bánh chưa kịp làm thì tổng thống Nga đó là nó phát lệnh nghĩa là bắn tên lửa liền, thấy không? Đó như vậy ăn với câu giảng của Đức Thầy là khắp thế giới nha, cửa nhà ta nhờ ta đi xứ Việt Nam để mà đi máy bay về Việt Nam, giác đó đó mới điện về cho cậu hai. Anh hai ơi giờ khổ quá, thấy không? Thôi nghe không, bởi vì giống lên đây tăng nên là đó mình nói cái này là nó một cái thực tế. Nó là qua cái năm dần, nó rồi bây giờ năm dần hết, năm dần là giặc giả chiến tranh, thấy không? Quýnh nó bảo là thôi hết biết rồi, nó làm cho xáo trộn chấn động cả là thế giới này trời. Xăng dầu lên giá, tàu biển mà không được, cái nào ông này cũng có tàu biển đi mặn vòng vòng con cái cứ lúc đó mà không được gì đó cái này bị dầu lên giá mà không có lợi. Mà bây giờ đây cũng còn một số đi bằng lỗ rồi còn đậu ngoài nằm dài quá không dám vô. Mà đây là tôi nói bà con tôi không nghe chứ tôi chưa nói tới người ngoài. À mà có chuyện là tôi đâu có sợ gì đâu, vì bà con tôi làm ăn mà, đã rõ ràng phải không? Đó vậy thì bây giờ đó bà con xét coi sủ dần đa bệnh lại còn đa binh, người bính dần mới đinh mão ngẩn ngơ đến cơn bát lạng là chạy quơ với vàng không. Mà nếu không tu quơ nó Đức Thầy nó quơ với vàng chứ giấc nó quơ tiền nó về nước mà quơ không có gì không có được. Đó vậy thì bây giờ đã qua cái năm dần cái tới năm mẹo ta, năm dần thì nhiều chỗ bơ vơ thì bước qua năm mẹo là như tơ rối cuồng đó, thấy không? Cái chuyện này là cái chuyện quan trọng, nó có chấn động đó là cả hoàn cầu thế giới. Bây giờ cái chuyện gì đó là năm nào cũng phải chấn động cả thế giới chứ không có nói riêng ở nước nào hết ta. Thì bây giờ nó mới không thấy rõ ràng bước qua cái năm mẹo này rồi, đó là động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó rồi Việt Nam mình phải qua bển tiếp diện, nào là gạo thóc rồi nào là người qua bển tiếp diện, thấy không? Cái này là nó thực tế không? Phải thầy nói là việc sẽ đến đi truyền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Nghĩa là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành chi như thể tên bay, thì đường dinh dục rủi mai chỉ có lát à. Nếu bà con nào mình làm ăn cái gì đó không, thì mình bây giờ mình thật giống Đức Thầy thì mình nhìn ra thế giới nha, đặng mà lo tu nó kịp với cái thời gian sắp tới đây. Giờ này tu còn kịp, tu còn kịp nha anh em kiều bào mà ở Việt Nam mà đi mặn nước ngoài ráng lo niệm Phật nha, thầy mới cứu được đó. Ráng lo tu niệm đang thầy cứu cho. Bây giờ đi ngoài không có cúng có lại được gì trơn là ráng lo niệm Phật, nó kịp với thời gian. Chứ bằng không có mèo này là dữ dội à. Mèo kêu là ba tính lao sao, đến chừng rồng rắn là máu đầu chỉnh ghê đó, là giặc giả nó tới à. Chứ không phải nói cái chuyện đơn giản. Đức Thầy nói là không có nói chơi, ông Phật mà xác lệnh đàng hoàng, phải không? Mà nó ăn với cái câu giảng là của Đức Thầy nó giới thiệu đó, nghĩa là trạng trình truyền sống có mấy lời là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới, nghĩa là ê hề thấy phó hết đó. Thì quý vị thấy cái này đâu phải chuyện đơn giản, mà nếu tí sủ nó không có thì cái năm thìn này làm gì có. Mấy ông có đồng ý không? Là phải có, phải không? Có thì phải tu, nếu tu mới được, phải không? Còn nếu không tu là chuyện này bị phạt, chứ không phải chuyện là đơn giản được. Nói vậy thì
con mèo này nó kêu rồi, bắt đầu nó kêu rồi đó là tới không ai chịu chạy, cũng như là thấy trời mưa tới kêu vô nhà đục, thấy không? Mà không đục thì lạnh chứ sao, nghe không? Rồi nghe là mèo đó hết thì rồng bay vô dẫn khắp hoàn cầu chứ này, nghĩa là nghịch lẫn cùng nhau. Thì bà con bây giờ bắt vô tiếng lên coi phải cái hoàn cầu gì nó nghịch không, nó thấy có cái nghĩa là phe này phe kia nó lộn xộn nhau, có phe nào thẫn nhau với nhau không, có thẫn không, bắt đại lên coi đó, thấy không? Mà nghe là ông nói mèo đã hết rồi, tất nhiên cái trong cái năm mèo này gần hết năm mèo là mèo đã hết, nghe không? Nên thì nghe là nó sẽ chuyển phật. Rồi tới con mèo nó lui, rồng tới bay dơ dẫn thì thế giới chiến tranh nổ, thấy không? Nó nổ khắp bụng cái đó tới đây, cái thế giới này mà nổ đó, mà bà con đồng bào trong đất nước Việt Nam rồi ở nước ngoài mới nghe được coi có ai không? Nếu có là bắt đầu phát tâm tu, chứ đâu có gì đâu, tu là hưởng, mà nghe là Đức Thầy bây giờ cúng lại không được thì kia nó thì dừng lại là lo niệm Phật. Đức Thầy phải cầu mà, nghĩa là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ăn lên. Quý vị ơi, sự thiệt đó, ăn hồi trước đây 2 năm tôi có rủ người ta tu đó, sáng tu tới chiều đó là cho 100 ngàn, mà năm nay nó có đồng đạo chuẩn bị các nhà bự rồi quý vị nhá, ở Kiên Giang nhá đó, mà giờ niệm một nửa tiếng đồng hồ cho 100. Trời ơi, bà con nào bây giờ đi nước ngoài nữa mà là thất sở thì đó là về Kiên Giang là đăng ký rồi đăng mà tu, thấy không? Bị gì cái này là Đức Thầy nói cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật, nó lại liên đài ắt lên, thấy không? Mà niệm Phật là tiền vô sao không làm, thấy không? Cái này là phải nói là cái quá vô đang thợ tu dung sáu môn nữa, bây giờ tính già già cơ hội này là thất sở rồi vô đăng ký niệm Phật nghe lại thầy, thấy không? Đó, vậy thì bà con mình mà ngăn nước ngoài là làm sao tháo gỡ niệm Phật mà thấy không êm, trở về Việt Nam trở cho nhanh, trở về An Giang hoặc là Kiên Giang lo tu cho nó kịp những thời gian sắp tới đây qua câu giảng của Đức Thầy là đời cùng, đời đó cùng rồi phải tu cho nó gấp mới kịp, thì đặng xem bố ngọc ly kỳ năm non Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son, nghĩa là ghi lời, bây giờ ghi những lời nào của Phật Thầy thì ghi cái lời nào của sư giải, nó ghi những lời nào mà của ông ba, không? Nói vậy thì bây giờ đó là ghi những lời nào Đức Thầy để chúng ta tu cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây, là vì năm nay đó là vào cái năm mẹo rồi đó, mà bây giờ năm mẹo là thấy nó biến chuyển rồi ở trên cái quả địa cầu này, thấy không? Thì cái trái đất này bây giờ mình đã thấy hết rồi, còn gì nữa đâu. Nè, mà khi mà bên đây đó cũng như cái tuần hát bây giờ đó là ông Bổn Sư ông nói đó, bây giờ tuần hát này nó ra kép nó ra trước, phải không? Bây giờ Mỹ á là nó ra nha, dâm tuồng rồi đó, rồi kế nữa là Pháp lại còn có kép anh nè, thấy chưa? Còn bên kia đó tướng nó ra nữa, thấy không? Bây giờ là tướng Tàu, tướng Ấn lại còn có tướng Nga, sau lưng có tướng Nhật, đó, thấy không? Bây giờ nó ra tranh tài, bây giờ bắt lại lên coi có thấy mấy này không, nó ra nó tranh nhau, mình thấy có không? Nếu có thì bây giờ tới đây là phải lo trở về nội tâm lo tu cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây, là đời cùng còn chẳng mấy năm, phải không? Đó, khắp đồng các nước nghĩa là thấy nằm bằng ngon, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn thấy ra, dương trần kẻ khóc người ta không nói tên ai hết. Thì bà con của mình thấy có vừa qua rồi động đất, nghĩa là ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Syria, phải không? Thì quý vị thấy rõ ràng là dương trần phải kẻ khóc người ta không? Tuy nhiên người thì mất chồng, người thì mất vợ, thấy không? Rồi vợ thì mất con mất cháu, phải không? Rồi bây giờ mất cả cái nhà luôn, mất tài sản sạch ai người còn gì nữa, sống dài đây. Vậy thì mấy người này phải có máy bay bay bên rước về Việt Nam, về nước cấm mà tu, phải không? Nó là như vậy. Chứ còn bây giờ nếu mà lông bông đen mà đi mà nước ngoài thì kia nọ là bao đoạn nó khổ nạn sắp tới đây. Bởi vì ông sư giải cho biết rồi đó. Bây giờ tới đây đó là ông nói nạn tai dồn dập sớm làng còn chi, cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì, trời ơi thôi.
hết biết rồi phải không? Còn cái gì nữa mà không đúng, thấy không? Mà là cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây. Bà con nào phải biết đang đi về nè, cúng cố nè, mà em quay cái địa điểm ông cố cái đầu mới thưa thôi, mà bây giờ phải rực rỡ nè. Cho nên hay Dũng tin tưởng, bây giờ nếu đi về cúng cố cái tại đây gì ông thấy số 1, đi về ông số 2, số 3, số 4 là mới nào là hoàn toàn đầy đủ no đủ gì đâu, thấy mà ham, thấy không? Thấy mà ham vậy đó. Chứ còn mà đi nước ngoài giờ thấy hết ham, hết ham rồi, bị gì? Bị giặc giá chiến tranh nó tắt, thấy không? Vậy thì nghe là con mèo này nó lui rồi đó, là rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nó khắp bùng rồi thì tên lửa nó sẽ bắn, thấy không? Nó quỷ diệt đó là cái trái đất này. Cho nên cục kia nó chọi đồng minh thì hai sông khô cạn, Nhật tin rằng rồi thì ngọn thủy triều mới nô nước sụt sâu, thì bầu trái đất một phen lưng diễn là nó quay à, nó quay nó mới chạm dùng cù lao, thì một cù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên, nghĩa là quan trời xuống đi giữ người hèn đó, thấy không? Còn trên này thì sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhung thế giới khắp tàn tử thi, chữ thi gần chuyển sầu mi, vì ham của báo ly kỳ mâu đơ đến chừng đó, mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, nó thấy không? Không có tu, thấy không? Có tu gì? Rồi xanh quanh đây có rừng động đất nó sập chặt ăn, cho nên ông ba ông cũng có chỉ cho mình. Nếu nó động đất rồi là dở sơn tu, là thấy mua nhà thì ngọn cái dầu trống lỗng cửa trời, phải không? Người hung khó tới, mày đổi giờ hiền lương đó, cái người hiền mới vô đây được, người hung là không có vô được. Cũng như giờ theo phá Phật nha, phá thầy nha là chết đó. Tại biết sao không? Mình có coi chuyện đó, cái ông Tề Thiên đó mà ông đi cổng con yêu đó, ông nghe lời Tam Tạng đó, nó trá hình cái nó cười, ông ở dưới mà chết chết lên không nào, thấy chuyện chưa? Khi mà hết cái nhiệm vụ ông rồi là quýnh yêu chết, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Vậy thì tri ra của Phật thầy đó là chẳng này ông Tề Thiên còn phải xuống đây, vì vậy nghe là ông Ngọc Hoàng sai chư tướng chư răng trần thế ai xuống mới được chứ. Vậy là ông Tề Thiên xuống, tôi tri ra là tôi thấy chỗ này là Tề Thiên ông dạo khắp mọi nơi à, càng khôn thế giới rắn mà tĩnh tâm, việc đời ông nói còn chẳng mấy năm, sao không lo tu niệm rằng là để làm thánh tiên, phải không? Tới ông Tề Thiên mà ông dạo rồi đó, cái hạng của ổng xuống đây ông làm mấy chuyện này nó mới được, chứ không có ai xuống đây được hết trơn. Nên thành ra từ cái chỗ đó mà giờ này nghĩa là mình đã thấy hết trơn rồi, cho nên giờ này nghiên cứu tới đây rồi là mình thấy chỉ thì giàu cái đoạn giữa này đó là khó chịu rồi đó. Nó cái năm mẹo năm nay là mình không đủ chứng là mình đã chết, hoặc là mình đau. Nếu bà con thấy coi phải cái gì không? Mà Đức Thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số rồi đó, trời. Nó mà mới cái tháng 2 là thấy thôi nó ê chệ trơn rồi, nó hổ âu trơn rồi, cảnh là cái việc làm ăn bây giờ nó khó khăn. Bên kia thì nó trưng bày tên lửa nó phe, phải không? Cho nên đó là ông cho biết đó là sau này cù lao sụp rồi ông mới về, là chừng nào dứt giặc 7 năm thì ông về tới mặt dương chẳng còn, ông chỉ luôn. Khi mà thầy về rồi thì cái mặt dương phải sập, động đất thì còn có chỗ này thế này, thấy không? Thầy người tu mình vô đây mình đã cho ai vô? Giác này thấy đơn rồi đó. Bây giờ xuống số 1 cũng ngon lành phải không? Về số 2 là cũng êm phải không? Số 3 là cũng ngon. Về số 4 là thôi, cũng em mà vòng vòng đi giờ thôi, đất nó quá tốt, mình vô đây người tốt cũng nhiều nữa. Vậy thì không có còn gì nữa mà chúng ta không tu, tu để hưởng cái phước thừa của Phật, Phật ban cho mình. Giờ này đó là chỉ còn có cách là niệm Phật mới kịp với thời gian, bởi vì mình quá khổ. Thì mình niệm Phật giống như mình kêu cha mình vậy đó, bà ơi cứu con, bà ơi cứu con, phải không? Mà giờ ông Ngọc Hoàng không muốn xử, mà nghe con của ông Ai Di Đà quá trời kêu là ông, thấy không? Ông mới qua đây thì ông mới tâu với Ngọc Hoàng để Phật dạy trần suốt, dạ. Thấy không? Vậy thì bây giờ giờ này chỉ còn cách niệm Phật mới kịp với thời gian, chứ không còn cách nào nữa đang trần. Nó mù lắm rồi. Nó bị năm nay là tới cái năm mẹo rồi, thì nó vào cái năm thành này là khó chịu. Con rồng mới nữ gút năng thì trong ba tấm thất thành hải hùng. Thấy không? Vậy thì nghe là con rồng rồi đó là thành là tới thị. Thì ông nói là con rắn nước dưới hang coi ngựa chạy khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, thì ông chỉ ngoài kia ông nó đông tay trộn rộn trời che sát, thì nam bắc đây này đất trở thay. Cái nghĩa là người ta rồi là tới mình nào, đã rõ ràng gì
chứ không có gì khác hơn. Rồi ông ba cũng nhấn mạnh tới đó rồi, nhân vật mười phần, thấy không? Nghĩa là nó hao 7-8, người ta còn đâu nữa, hao 7-8 thì gì thì còn đâu, có 2 à, 2.5 gì đó, phải không? Đấy. Thì giờ này thì trong cái giai đoạn này mình thấy hết rồi, thì ở đây kêu gọi bà con của mình ráng. Nước này thì nếu thấy được kinh giảng, thấy được anh em mà nói, thì ráng nhìn cho kỹ rồi trở về cái nội tâm mà lỗ tu. Chứ bằng không thì phải nói là không ai cứu giảng mình được hết á. Chỉ còn cách là chúng ta vô cửa dòng buôn thẻ này thì sống mới nổi, chứ ngoài là thấy sống nổi rồi đó. Đâu đó là vì gì Đức Thầy nói mà có sắc lệnh, nghe không? Ông nói là đến chừng đó là bốn phương có giặc khắp hoàn cầu này nè, nghĩa là thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma thì phải cứu khỏi nơi khó lỡ nè, thấy không? Bây giờ đồng ý bà con của mình, anh em nào chịu về tu không, chịu nó Phật không, đặng mà Phật mới cứu được khỏi khó lỡ. Chứ bà không đó là giặc giả, chứ nó tới thì vô cứu không được làm sao, không ở ngoài là chết chứ sao, mà đâu phải giặc chiến tranh không nha, không có chuyện đơn giản à. Tới giờ phải hết định rồi, đi phải hết định rồi, là cái giờ giặc giả chiến tranh qua rồi là tới giặc ở trên kia nó xuống nữa đó, là rắn thoa tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống là nó tha dương thần. Vì vậy bà con Việt kiều kiều bào khắp bốn biển liên giang hoảng đông dữ lắm, mà vô cửa không được. Ở ngoài cà quần tôi hỏi ông dân mập dân Việt kiều không cắm tư đeo vàng khác thì nó xuống nó bỡ chứ sao, quýt đó em mà chết mà chết, chứ phải như ông hai này với tôi ra đen đen đâu ăn em à. Vậy thì bây giờ tới cái nạn gì nữa, ăn nó đâu phải chuyện đồ chơi. Thì tới là nghĩa là hổ lang ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đau đo, ai mà ăn ở nghiêm ngang đón đường nó bắt thì xe toàn xã hội mà trong cái trận này tiêu hồn rồi tiêu sắc hết á, không còn hết đó. Tới cái nạn gì nữa, tới cái nạn ông chỉ giải nó là trên trời nó xuống nữa, nghĩa là bấy lâu vậy chẳng nghe lời để cho ác xuống trên trời xuống ăn nữa. Thời ơi, ở dưới này nó quất no đủ cho mà trên trời nó xuống nữa, nó quất còn gì, thấy không? Vì không có tu có gì trên thì phải nghĩa là đền nạn nhân nào quá đấy. Hồi đó giờ mà thịnh ra ngoài không, giờ này bữa lại liền chứ không còn nói nữa nè. Rồi tới ông ba cũng nói nữa, việc gì không biết thì hay nha, việc Phật mà không biết đó là tan thay mất hồn, chứ không phải nữa. Cái chuyện là đơn giản, thằng này là ông ba nói đó, thấy không? Thì tôi bây giờ như vậy đó nha, nói cho bà con mình biết đây là nó vào cái năm thành thị này là dữ dội, chứ không phải chơi. Bởi vì mèo kêu gian, mèo kêu gian mà, thấy không? Rắn rầm còn phải sợ chạy ra vào ngàn ẩn thân, chứ không phải nó chơi. Xuống chi mình con người mà không chịu tu đang chạy vô bốn thẻ mà ẩn thân, thấy không? Con rắn con rồng này nó còn sợ nó chạy đấy chứ không phải, đấy, chứ đâu phải nói chuyện đơn giản. Nên bây giờ mình nghiêng đi, nó khàn tiếng rồi, nó ẩm thì nó nóng chứ sao nó ngộ tu cho nó kịp cái thời gian là vô trong cái giai đoạn bốn trong cái năm này là thành tị ngọ mùi trong bốn năm này. Thì nếu mà chúng ta có điểm đó thì chúng ta vô được bốn con thẻ thì chúng ta mới thấy được Đức Thầy. Chừng gặp thủ mùi đó là bá tánh Đức Thanh, khổ nạn quá rồi thì Đức Thầy về mới trợ giúp cho mình. Nó cũng như là mà chừng gặp thủ mùi đó thì bá tánh Đức Thanh thì một cù lao đó sụp trước làm đầu, thì như vậy thì nghe là quan trời xuống mới giữ mình. Vô bốn thẻ này bà con mình nhận thức được cái clip này thì mới thấy được Thầy như có điểm. Có điểm rồi đấy thì phân bổ cho mình cũng như là chịu nạn núp ở đây. Đoạn qua là cái giai đoạn sau là nó nguy hiểm vô cùng. Giai đoạn sau mà còn lóc chốc đó này kia nọ đó thì tới cái năm tức đó là Đức Thầy Tây An nó đã có giới thiệu với mình rồi. Tới cái giai đoạn này là nó khó lắm, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Bởi vì vô đó chưa có ổn định mà mình nói mình tu theo Thầy, nghe không? Đó, thầy tu mà Thầy biểu bên đây là bên kia, biểu bên đây mà làm bên kia đó. Vậy thì hôm nay đó nói trong cái đoạn này đó thì bà con của mình thì phải nắm bắt cho biết cho nó rõ để có điểm, để rồi chúng ta nhận được chân lý rồi thì qua cái mà là con rắn nó núp dưới hang rồi nó coi ngựa chạy này rồi đó thì khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay,
thì đông tây trộn rộn trời che sát thì nam bắc hè đất chở thay. Thì hết trong cái giai đoạn 4 năm này thì rồi thì tiếp tục thêm 4 cái năm mà nghe là kế tiếp là giống như 12 năm là trong con giáp này. Nó mùi, mùi rồi tới thân, rồi tới dậu, dậu rồi mới tới là tức, hại. Đó, vậy thì tới cái năm tức đó thì mới cho chìa bá gia, yên nơi, yên cửa, yên nhà. Đố ai tranh đặng nước nhà Tây An, đố ai nha, tranh không có đặng, chó đó mà có xuống an rồi đó, chúng đâu cho khỏi Tây An giữ dịch. Ngày sau Phật xuống thành linh, nha, nghĩa là độ trong ba tánh giữ gìn chúng sanh, là như giữ gìn mình để mà tu này. Tới đó đó, vậy thì em mới bầu lên, cũng như sau này là cái nước Ba Lan nó lên, nó làm từ công đó. Nó lên rồi lại là 100 nước là chứ không phải một nước bầu lên à. Nó mà xử cái vụ này nè. Đó. Là Ba Lan nó lên làm chức từ công. Đó. Vậy thì nghĩa là thằng nào chán rấn là chém trong pháp đạt. Chán rấn là cũng như trong đạo mà hành không đúng đó. Nó rồi tìm ra mối đạo Tây An, thằng nào tà đạo chém đầu để gì? Đã thấy không? Nghe nói tới đây là không phải nói cái chuyện đơn giản, là trong 4 giai đoạn là 4 cái năm sau, là cái giai đoạn giữa là mình đã qua hết rồi, được ở trong 4 con thẻ rồi, thấy không? Mà lại là còn lóc lừa lại nữa, chứ không phải nói cái chuyện chơi. Sau này đó thì thôi quý vị ơi, tới mà là mình mà cái người mà tu mà chân chánh rồi, thấy không? Nên thì giác đó là mình mới được hưởng, chứ còn bây giờ đó là hiện bây giờ mình thấy coi là mình cũng biết rồi đó. Đồng đạo tu không đấy nè, mà vậy đó mà là Đức Thầy nó cũng vì tiền mà Phật giáo phải ngưỡng em. Đừng trọng bạc tiền mà bỏ nghĩa, bỏ nhân, thấy chưa? Nên là mình là theo tiền bạc rồi là tình, nên là bỏ nghĩa, bỏ nhân thật. Rồi bây giờ mình đọc được cái điều thứ ba coi. Nó điều thứ ba là ta trên ăn xài chương dọn thái quá mà lợi dụng tiền tài và thành quân nhân nghĩa và đạo lý, đã thấy không? Đức Thầy nói rất gọn, nó thì lợi dụng tiền tài rồi đành quên như nghĩa trơn, thì nó giống như cái người con bất hiếu, nghe không? Nghĩa là mà ăn giờ khá giả rồi đó thì nghĩa là bỏ cha bỏ mẹ, quên cha quên mẹ, mà Đức Thầy cũng nhắc trước rằng đó, nhưng mà hẳn nhất trong đồng đạo của chúng ta đây, nó thì mình mới đọc lên coi Đức Thầy nói gì trong đó, còn mình nói ngắn ngắn thôi, thì là Đức Thầy là dạy cho mình đó là khuyên bốn đạo thì lập thân nuôi chí đang chờ ngày ý kiến Phật trời, nghĩa là quá yêu dân cạn tỏ nhiều lời cho trần hạ tìm trong lãnh đục chẳng chịu tu mãi còn lục thục lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành cái ham công danh chứ quên chữ sanh thành mến phú quý quên câu dưỡng dục, nghe không? Nghĩa là mình mến hai chữ này rồi là mình quên, thì nó giống như là mới thất tiền cái đạp bên này nên em và bạn không nhầm gì đâu, thấy không? Nó quên mà Đức Thầy nhấn mạnh đừng có trông bao tiền mà bỏ nghĩa bỏ nhân, thấy không? Thì sau này đó là cái tết này coi chừng là chán đớn, thấy không? Chán đớn à là chén trong pháp đàn, chứ không phải nói chuyện chơi. Nó nhắc cho đồng đạo của mình ở trong tỉnh An Giang, thấy không? Rồi đi các nơi không phải nói chuyện đơn giản, đừng nghe quý vị anh em đồng đạo. Nào, thằng nào mà sau này đó nghe nói thầy tu nhưng mà nói không nghe lời đó là cái tết Ba Lan lên là nó chém đó, chứ không phải nói chuyện chơi. Hay dũng tri ra rồi ở trong của Phật Thầy Tây An là phải chuyện đơn giản, thằng nào chăng rớn là chém cùng pháp đàn chứ không phải chơi. Rồi tìm ra mối đạo Tây An, nghe không? Thằng nào tà đạo chém đầu để chi không còn một hạt. Sao này đừng nói vô vô muốn dùng ông thẻ này mà phải đặt nói mà tu mà không giữ giới lực này kia nọ là không phải chuyện đơn giản. Rồi bỏ tình anh em huynh đệ cha mẹ bất hiếu, đấy không? Là kẻ gặp ông Nguyễn là cũng tiêu, gặp lính ông Cố cũng tiêu, rồi gặp lính ông Ba là kẻ tiêu luôn đó. Sau này là cứu lương hiền chắc cứu người ông kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, chứ không phải nói cái chuyện là đơn giản đâu đó. Thì hôm nay đó nói cho bà con mình biết là kết thúc cái đề nãy giờ thì nói trong cái giai đoạn trong cuộc giáp này, nhưng mà hôm nay nó là cái đề này cũng như là nó quá xa rồi, nó quá xa là kết thúc rồi, cho nên buộc hay dũng phải nói cho nó hết ý và tới cái năm tức luôn là cái chỗ đó. Tại sao lý do là vậy? Đó, cho nên cái này là mình là tu giả, thấy không?
cho nên gạt đồng đạo đó, rồi gạt thầy đó, cho nên thầy cho nó mới bị kiểm tra lại là chế độ đang để thằng nào đang là cái chỗ này. Ông ba ông tức đến độ đó là ông cắt cổ ông luôn, cái gì chứ không phải nói cái chuyện chơi. Thì thôi thì mình nói giai đoạn của ông ba, mà nếu nói tới giai đoạn muốn trung thực nữa là còn dữ nữa. Vì những người hại ông ba, những người như là hại ông Nguyễn, mà những người hại cố em thì mấy tay này chừng nữa rồi đó, kể như là nó vô cái giai đoạn này sẽ tăng. Thì nói đây bà con của mình, hẳn nhất là đồng đạo, em cháu, thấy không, Hồng Tấn sau này ráng lên mà coi cái giống đức thầy để có chữ trung và hiếu. Sau này đức thầy chỉ chọn hai cái người này mà thôi, nghe không? Hai cái chữ trung và hiếu, hiếu trung lòng chữ dụ quên, thì sống lo trọn đạo thác lên thiên đài. Tôi bây giờ hai Dũng cũng kết gọn lại trong cái đề này, trên dưới nãy giờ chắc cũng khoảng 30 phút đồng hồ, để cho bà con các nơi đi không được thì nhìn được cái clip này ở trong cái ngày lễ kỷ niệm của Đức Cố, để mà lo tu kịp thời gian. Quý vị ơi, bà con ơi, thôi quá khổ rồi à, thôi vậy thì trước khi mà hai Dũng chia sẻ nãy giờ trên dưới khoảng nước tiếng đồng hồ thì cũng không biết nói sao hơn, cũng không biết chi để rồi bù đắp được cho cái công cao thượng của quý vị mà những bà con ngồi đây nghe, mà nhiều anh em các nơi mà nghe, nên thì cái điều này hai Dũng không biết nói sao hơn. Không có lý chi bù đắp được cái công cao thượng đó, thì trước khi dứt lời hai Dũng không quên nguyện thần Quan Tam Bảo và mười phương chư Phật và Quan Linh Tu Tổ Thầy và Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.